Tối ngày 9 tháng 10, Công an huyện Đạ Huai, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đinh Quốc Phi, 32 tuổi, ngụ huyện Đạ Huai để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm. Theo Công an huyện Đạ Huai, trước đó đơn vị tiếp nhận thông tin từ người dân về việc một người trên địa bàn có hành vi tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm. Các đội nghiệp vụ Công an huyện Đạ Huai đã vào cuộc làm rõ. Vào khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 10, Đinh Quốc Phi đang vận chuyển một con TT quý hiếm bằng xe máy trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi qua địa bàn xã Hà Lâm thì bị các trinh sát Công an huyện Đạ Huai kiểm tra bắt giữ. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một con TT quý hiếm đang còn sống nặng 5,3 kg. Con TT bị Phi gói kỹ giấu trong ba lô. Công an huyện Đạ Huai đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Đinh Quốc Phi để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm. Đồng thời phối hợp bàn giao con TT cho hạt kiểm lâm huyện Đạ Huai chăm sóc để thả về tự nhiên. Theo hạt kiểm lâm huyện Đạ Huai, TT Java là động vật rừng quý hiếm. Trong sách đỏ Việt Nam, TT Java nằm trong nhóm bị đe dọa tuyệt chủng.